Chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sử dụng cái hướng dẫn on off này để chúng ta điều khiển cái relay bán dẫn của chúng ta. Thì như các bạn đã biết thì cái nút nhấn on off này thì khi ta sử dụng thì ta phải có cái tiếp điểm duy trì cho nó. Ví dụ như chẳng hạn như ta đấu nối cái nút nhấn này, ta điều khiển cái contactor thì cái tiếp điểm duy trì của chúng ta là hai cái tiếp điểm thường mở của cái contactor này. Nhưng đối với cái relay bán dẫn này thì nó không có cái tiếp điểm duy trì, không có cái tiếp điểm thường mở đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta đấu nối được? Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái relay trung gian này để chúng ta làm cái tiếp điểm, lấy các cái tiếp điểm thường mở của relay trung gian này để ta làm tiếp điểm duy trì cho nút nhấn này, để chúng ta điều khiển được cái relay bán dẫn của chúng ta. Thì bây giờ tôi sẽ đấu nối để cho các bạn chúng ta cùng nhau đấu nối. Thì trước tiên là chúng ta sẽ đấu nối cái chúng ta cũng đấu nối thì giống như cái contactor như vậy, nhưng mà cái ta sẽ sử dụng cái tiếp điểm thường mở của cái relay trung gian này để chúng ta làm tiếp điểm duy trì. Thì đầu tiên thì ta sẽ cào cái ở đây cái nút nhấn này, thì cái tiếp điểm cái nút nhấn màu đỏ này, nút nhấn off này thì ta sử dụng bên cái phía màu đỏ này, và nút nhấn on thì ta sẽ sử dụng bên cái cặp tiếp điểm màu xanh bên này. Thì cái màu xanh á, là thường mở, và màu đỏ bên này á, là thường đóng. Thì bây giờ ta sẽ đấu nối như sau. Thì đầu tiên là ta sẽ cào từ cái tiếp điểm thường đóng này. Đây ta lấy một cái cực của tiếp điểm thường đóng, ta sẽ cào về cái một cực cứ tiếp điểm thường mở bên phía cái nút nhấn on của chúng ta. Đây, ta sẽ cào cái chân cái tiếp điểm thường đám này, ta sẽ cào về một đầu của cái tiếp điểm thường mở. Tiếp điểm thường mở thì ta sử dụng bên cái phía màu xanh này. Thì đây ta sẽ cào vào cái chân số 23, 24 này đây, 24. Và ta sẽ đưa ra thêm một cái sợi dây nữa để chúng ta đi về cái tiếp điểm duy trì của chúng ta. Thì đây tôi bắt thêm một sợi dây. Đây ta cào thêm cái sợi dây màu đỏ này để ta đưa về cái tiếp điểm duy trì cái tiếp điểm thường mở của cái relay trung gian đấy. Tương tự phía bên cái tiếp điểm còn lại bên phía bên này thì ta cũng cào ra một sợi. Ở đây một cực thì ta đưa về cái chân này, và một cái thì ta đưa về cái tiếp điểm phụ. Thì ở đây ta cũng có hai sợi dây. Đây ta bỏ thêm một sợi dây này vào nữa. Rồi bây giờ hai cái sợi dây ra này song song này, một cặp song song này, ta sẽ đáo về cái tiếp điểm thường mở của cái relay trung gian này. Thì trong cái relay trung gian này thì các bạn lưu ý là cái đánh cái số chân của nó như sau. Đây là chân số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14. Và cái chân 13, 14 này là cái chân cuộn hút của cái relay trung gian này. Và cái hàng trên này là chân số 9, 10, 11, 12 là có cặp tiếp điểm chung. Và cái phía trên này là tiếp điểm thường mở là số 5, 6, 7, 8. Thì ta sẽ sử dụng 9 và 5. Ta sử dụng một cặp tiếp điểm. Ở đây nó có 4 cái cặp tiếp điểm thường mở. Thì ta sử dụng cái chân số 9 và chân số 5 này làm cái tiếp điểm duy trì cho cái nút nhấn của chúng ta. Đây, ta lái vào cái chân số 5 này.
Thì như vậy là ta đã có cái tiếp điểm duy trì của cái nút nhấn này. Thì tiếp theo là một đào còn lại của cái sợi dây này, ta sẽ bắt vào cái chân số 4 của cái relay bóng dẫn này, và trừ cái chân số 4 này, ta sẽ cào qua cái chân số 14 của relay trung gian. Thì đây ta sẽ thêm một sợi nữa. Đây, ta sẽ cào qua cái chân 14 của cái relay trung gian này. Tiếp theo là cái chân số 3 này. Ta sẽ cào về cái chân số 14 và ta sẽ đi về nguội. Thì ở đây cái ta sẽ lấy cái fix này, ta làm cái cấp nguồn cho nó. Thì cái sợi nguội là cái sợi màu trắng này, thì ta sẽ đưa chung vào đây. Đây, và ta cấp nguồn cái dây nguội cho cái chân số 13 này. Và cái đầu dây dây lửa này thì ta về một cái chân còn lại có tiếp điểm thường đám này, là cái chân số 12 này. Đấy, như vậy là ta đã nấu được cái tiếp điểm duy trì cho cái tiếp điểm duy trì cho cái để điều khiển được cái relay bán dẫn này. Thì bây giờ ta sẽ làm gọn cái dây lại một tí. Lúc nãy tôi đã để nhầm cái vị trí của cái relay này, và chúng ta đếm số thì nó hơi bị ngược, thì chúng ta sẽ để lại như thế này. Và ta đếm số là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13, 14. Rồi đây là hai cái chân cấp nguồn của chúng ta. Thì lúc nãy tôi để như thế này để tôi đấu nối. Thì bây giờ các bạn chuyển lại giúp tôi là sai lại như thế này, và đấu nối cái vị trí nó giống y như hệt như vậy. Thì cái chân nãy tôi để đây là cái chân này, cái chân số 13, 14 nó nằm phía trên này. Đó, các bạn quay lại giúp tôi. Đó, để như vậy. Và bây giờ tôi đã chỉnh sửa lại nó cho nó đúng theo cái chiều của nó rồi. Bây giờ tôi sẽ đáo cái phần mạch động lực để cho các bạn quan sát. Thì tôi sẽ sử dụng cái bóng đèn này và cái fix này để chúng ta cấp nguồn. Thì ở đây cái relay bóng dẫn của chúng ta là cái loại relay là AA. Ở đây là cái dòng tải của nó là 40A. Thì cái đạo vào cái điện ốp mà điều khiển của chúng ta là nó từ 80 đến 250 VAC là điện ốp xoay chiều, và đầu ra của chúng ta cũng là điện ốp xoay chiều là từ 24 đến 380V. Thì cái dòng định mức là của tiếp điểm này là 40A. Thì bây giờ ta sẽ đấu nối như sau. Đầu tiên là ta sẽ đấu nối một cực của cái nguồn cấp này. Ta sẽ đấu nối vào cái chân số 1 này. Thì cái relay bán dẫn này nó thường được hay sử dụng để chúng ta điều khiển trong các cái điện đỡ nhiệt, hoặc là các cái lò nấu phở của chúng ta đó. Thì nó có cái điện đỡ nhiệt thì chúng ta thường hay điều khiển đó, và hạt là chúng ta sẽ sử dụng cái để điều khiển cái PID để điều khiển nhiệt độ đó. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng một cái cực của bóng đèn này, ta bắt vào cái chân số 2 này.
Cái đặc điểm của cái relay này là nó đóng ngắt rất là nhanh và nó đóng ngắt bằng điện tử, cho nên là nó không có cái gây ra cái tiếng ồn và cái tần số đóng ngắt rất là lớn. Rồi, tiếp theo tôi sẽ nối hai cái tôi cấp nguồn cho cái nguội của cái bóng đèn này. Đây, tôi sử dụng cái đôi mino này để ta đấu nấu. À, bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn vào để chúng ta điều khiển cái mạch điện này. Đây là cái fit chúng ta cấp nguồn cho cái mạch điều khiển. Và đây là cái fit chúng ta cấp nguồn cho cái mạch động lực. Thì bây giờ khi chúng ta bấm cái nút màu xanh này thì cái relay của chúng ta sẽ hoạt động, và các bạn để ý là cái đèn này của chúng ta nó sáng, cái đèn trên cái relay này đấy, thì nó cái tiếp điểm nó được duy trì thông qua cái tiếp điểm số 5 và số 9 của cái relay trong giao này. Thì khi chúng ta nhấn nút off thì cái đèn của chúng ta sẽ tắt. Đấy, khi nhấn nút on thì relay của chúng ta hoạt động, nhấn nút off thì cái relay của chúng ta nó sẽ tắt. Thì nếu các bạn thấy cái kiến thức ở trong cái video này là hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cái video này để nhiều người được biết đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và video này chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.